Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trao tặng 2.000 cây giống sâm ngọc linh cho tỉnh Lai Châu. Ghi nhận phiên tòa giả định tuyên truyền phòng chống tảo hôn tại huyện Tam Đường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa trao tặng 2.000 cây giống sâm ngọc linh cho tỉnh Lai Châu. Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Quang Khải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu nhận 2.000 cây giống sâm ngọc linh do Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang trao tặng. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong rằng 2.000 cây giống sâm ngọc linh tặng cho tỉnh Lai Châu sẽ phát triển tốt, được tỉnh Lai Châu nhân rộng trong tương lai. Tại buổi trao tặng giống sâm ngọc linh, ông Nguyễn Quang Khải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, tỉnh Lai Châu có điều kiện thời tiết thổ nhưỡng tương đồng với tỉnh Kon Tum nên tỉnh Lai Châu mong muốn được trồng thử nghiệm sâm ngọc linh. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu sẽ chỉ đạo Hiệp hội Sâm Lai Châu trồng chăm sóc tốt 2.000 cây giống sâm ngọc linh được tỉnh Kon Tum trao tặng và hướng tới nhân rộng diện tích trồng sâm ngọc linh trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian tới. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật quy định, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân. Ngày pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó thì mọi tổ chức cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là ngày pháp luật. Nâng cao hiệu quả xây dựng phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do vậy, ngày pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức cá nhân tính tích cực, tham gia với hành vi thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như là trách nhiệm nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Thông qua ngày pháp luật để vận động khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm. Đặc biệt tập trung vào tháng cao điểm, tháng 11 năm 2024, bảo đảm phù hợp, thiết thực, tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua áp phích, băng rôn, cờ phướm trên các tuyến đường, tuyến phố, các khu trung tâm, các cơ quan đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và truyền thông trên cổng, trang, thông tin điện tử, các phương tiện thông tin truyền thông, loa truyền thanh tại cơ sở và hình thức phù hợp khác. Thưa quý vị, Phòng Tư pháp huyện Tam Đường vừa phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại trường trung học cơ sở xã Sang Ma. Phiên tòa là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và học sinh tham gia. Ghi nhanh của nhóm phóng viên khởi động ngày mới. Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên vụ án hình sự giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo tình huống giả định, thông qua mạng xã hội, bị cáo 23 tuổi có quen biết, nảy sinh tình cảm với nạn nhân 15 tuổi và được hai bên gia đình tổ chức cưới hỏi theo phong tục. Sau khi về nhà chồng, nạn nhân không đi học và thường xuyên bị chồng bạo hành. Do quá uất ức, nạn nhân đã bỏ trốn lên trường và kể lại sự việc cho thầy cô trong nhà trường biết. Sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã làm đơn tố giác đến công an xã. Trên cơ sở nội dung vụ án, phiên tòa giả định đã tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm tù về tội danh giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ Luật Hình Sự. Với nội dung dễ hiểu, sát thực tế, cũng như màn xét hỏi, tranh luận của các bên trong phiên tòa, đã giúp người dân và các em học sinh tham gia phiên tòa giả định nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật, hậu quả, hệ lụy của tảo hôn và xâm hại tình dục trẻ em. Qua phiên tòa hôm nay thì cháu đã nhận thức được việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật ạ. Và cháu hứa là sẽ không kết hôn và hôn nhân cận huyết để cố gắng học hành để trở thành một người có ích cho xã hội sau này ạ. Trong phần xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử và kiểm sát viên đã lồng ghép những câu hỏi mang tính chất tuyên truyền, cảnh tỉnh với bị cáo để giúp người dân hiểu rõ về hệ lụy của tảo hôn ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, sức khỏe tinh thần của con người, đặc biệt là thanh thiếu niên.
từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giúp giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Hôm nay nhà trường nhận được sự quan tâm của Ủy ban dân huyện Tam Đường cũng như là các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện cũng như là của xã Giang Ma đã tổ chức cái phiên tòa giả định đối với lại cho học sinh cũng như là các bậc phụ huynh của nhà trường. Qua phiên tòa này thì đây là một cái phiên tòa mà có thể nói rằng là nó sẽ mang lại cái lợi ích rất to lớn trong cái công tác tuyên truyền đến toàn bộ học sinh của nhà trường về cái tảo hôn và cái kết hôn cận huyết thống, qua đó để giúp các em cũng nhận thức được đây là một cái hành vi, một cái việc làm vi phạm pháp luật, và nếu như các em vi phạm hoặc là bố mẹ mà còn để cho các em tảo hôn thì cái đó không chỉ đơn thuần là tuyên truyền nữa mà sẽ bị xử lý theo pháp luật quy định. Tại phiên tòa giả định, tòa án đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam với hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ luật hình sự. Đây là một bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, vừa có tác dụng giáo dục đối với bị cáo, vừa có tác dụng phòng ngừa chung tình trạng tảo hôn. Ủy ban dân huyện tổ chức phiên tòa giả định tại xã Giang Ma, thì qua phiên tòa giả định này nhằm mục đích là nâng cao nhận thức của người dân và hiểu biết pháp luật của người dân về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Bên cạnh đó thì cũng nhằm tuyên truyền giáo dục để làm sao mà giảm cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn xã nói riêng và huyện Tam Đường nói chung. Phiên tòa giả định diễn ra thành công đã góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn trong trường học, cộng đồng dân cư, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Những năm qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Tam Đường đã tăng cường công tác phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thực hiện tốt các nội dung đã ký kết các hợp đồng ủy thác, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, huyện đoàn Tam Đường quản lý 45 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 140 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên lao động nông thôn, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững và trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Trong năm 2024, toàn tỉnh duy trì 40 lễ hội thường niên của các dân tộc thiểu số, duy trì hoạt động của 975 đội văn nghệ quần chúng thôn bản, tổ dân phố. Đồng thời, triển khai nhân rộng 3 mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Sìn Hồ, Mường Tè, với 15 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 15 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua các mô hình, hoạt động đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tham gia phòng chống bạo lực gia đình, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Trong những năm qua, nhờ việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc mà đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện biên giới Nậm Nhùn đã có nhiều khởi sắc. Đời sống của nhân dân dần ổn định, kinh tế phát triển, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết đã giảm dần. Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn phát triển và có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã tham gia tập luyện, phục vụ các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Qua đó tạo sân chơi giải trí lành mạnh, góp phần gắn kết cộng đồng, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, duy trì những nghề thêu dệt trong chị em phụ nữ, góp phần không nhỏ bảo tồn văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tại địa phương. Cùng với đó, tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống được hạn chế, nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua là việc hỗ trợ văn hóa dân tộc là chi bộ đã cũng chỉ đạo và tổ chức các gọi là đoàn phụ nữ này, hội người cao tuổi này, đoàn thanh niên này, duy trì những cái truyền thống bản sắc dân tộc, vì những nhạc cụ này, may thêu này, đan lát này, thường xuyên duy trì tập múa, tập xòe những cái bài múa, bài xòe hồi xưa để tập luyện để phục vụ những cái ngày lễ ngày Tết. Việc thực hiện các chính sách dân tộc đã được xã quan tâm triển khai. Xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn sử dụng nguồn vốn đã được hỗ trợ để đầu tư mô gia súc, gia cầm, cây con giống để phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc. Nhờ đó, đến nay kinh tế của xã ngày một phát triển. Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc, trong những năm qua, huyện Nậm Nhùn đã hoàn thiện đưa vào sử dụng dự án đường giao thông đến bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 398 hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại cho 567 hộ, hỗ trợ trực tiếp giống, vật tư sản xuất cho 2.529 hộ, hỗ trợ xây dựng 18 mô hình trình diễn, cấp thuốc cho 49 bản, hỗ trợ phụ nữ trong thời kỳ mang thai, sinh nở 345 sản phụ, hỗ trợ dinh dưỡng cho 501 trẻ sơ sinh, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động cho 101 đội văn nghệ bản, hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, lễ hội truyền thống trong phạm vi huyện, liên xã, cấp trang thiết bị cho 15 nhà sinh hoạt cộng đồng. Thấy cái chương trình này thì cũng tạo cái nguồn lực cho bà con trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã thì cũng rất quan tâm và cũng làm được mấy nội dung cho bà con, để vận động bà con thực hiện rất công khai, minh bạch cái chế độ chính sách. Thì bà con cũng làm được hỗ trợ cho bà con được cả nhà ở, về nhà chuồng trại, các thứ và đường xã. Việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là tiền đề để đưa đồng bào các dân tộc thoát khỏi khó khăn, qua đó giúp cho người dân có điều kiện phát triển sản xuất, dần tiếp xúc với trình độ khoa học kỹ thuật, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Các giá trị về văn hóa, y tế, đời sống, tinh thần được quan tâm đầu tư, phần nào giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân. Thực hiện phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu đã triển khai mô hình cha mẹ đồng hành cùng con học tiếng Anh để trở thành công dân toàn cầu. Thông qua hình thức học tiếng Anh trực tuyến trên nền tảng Zoom đã thu hút đông đảo phụ nữ và trẻ em tham gia. Mô hình đã tạo sức lan tỏa, giúp nhiều em học sinh được học bổ trợ môn tiếng Anh, nỗ lực từng ngày để trở thành công dân toàn cầu. Mỗi tuần 3 buổi, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, hơn 100 học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Phài, thành phố Lai Châu lại chăm chỉ đều đặn tham gia lớp học tiếng Anh với các thầy cô giáo của Học viện Cardalis. Các em được học cách đánh vần tiếng Anh với phương pháp đặc biệt, từ đó giúp các em học sinh cải thiện được khả năng phát âm, nghe, nói tiếng Anh, xây dựng một nền tảng tiếng Anh vững chắc. Đây là lớp học tiếng Anh miễn phí thuộc mô hình cha mẹ đồng hành cùng con học tiếng Anh để trở thành công dân toàn cầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện. Em được học tiếng Anh từ năm lớp 4, nhưng nhiều khi em cũng chưa tự tin vào khả năng nói tiếng Anh của mình. Được các thầy cô cho chúng em học tiếng Anh vào buổi tối. Các thầy cô đã hướng dẫn chúng em về cách phát âm tiếng Anh, giúp chúng em nói chuẩn hơn về cách phát âm. Theo em, môn tiếng Anh rất quan trọng đối với mỗi bạn học sinh, vì vậy chúng em cần phải cố gắng học tập môn tiếng Anh hơn ạ. Trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Phài còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục môn tiếng Anh do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhà trường chưa có phòng học bộ môn tiếng Anh. Mặt khác, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chưa có nhiều điều kiện để tự học hay tiếp cận với các phương pháp học tập tiếng Anh. Bản thân tôi được tiếp cận với cái phương pháp dạy học của Học viện Cardalis thì tôi thấy được là nó có những cái ưu thế là hướng dẫn được học sinh học tiếng Anh giống như tiếng Việt. Học sinh rất là dễ tiếp cận, dễ thuộc, dễ nhớ, gần gũi với học sinh. Vì vậy mà qua kết nối của đồng chí Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thì đã kết nối về với trường tiểu học trung học cơ sở Sùng Phài, mở lớp tiếng Anh nền tảng cho học sinh. Các em rất là hào hứng tham gia lớp học. Thứ hai nữa là những cái lỗi về phát âm, rồi lỗi về âm tiết của các bạn ấy đã nhận ra được là mình còn sai ở đâu, còn thiếu sót ở chỗ nào. Vì thế mà các bạn ấy có cái động lực, có cái hứng thú để các bạn ấy tham gia học và tự điều chỉnh. Qua đó thì cũng hỗ trợ thêm được cho các thầy cô giáo tiếng Anh của nhà trường trong cái quá trình nâng cao chất lượng giáo dục của bộ môn.
Mô hình cha mẹ đồng hành cùng con trở thành công dân toàn cầu là mô hình học tập ngoại ngữ tiếng Anh do Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu thực hiện từ tháng 5 năm 2024, hướng tới mục tiêu hỗ trợ các gia đình, nhất là hội viên phụ nữ, trẻ em học tiếng Anh để phát triển hội nhập. Sau khóa K1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Học viện Candelis tiếp tục mở lớp K2 tại Lai Châu với quy mô khoảng 1.000 học viên. Mỗi tuần học 3 buổi trực tuyến qua nền tảng Zoom Cloud Meetings. Theo đó, cha mẹ đồng hành cùng con học tiếng Anh qua máy tính, điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở các lớp riêng biệt cho các trường học trên địa bàn như trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Phài, thành phố Lai Châu, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xin Suối Hồ, Phong Thổ, Tà Mung, Than Uyên và Sơn Bình, huyện Tam Đường. Đây là một mô hình rất là hay, mới và sáng tạo. Không chỉ hỗ trợ cho việc mà nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong các đơn vị nhà trường, mà còn huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc mà học tập tiếng Anh để trở thành công dân toàn cầu, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và tự tin trong giao tiếp. Thì chúng tôi đánh giá với cái thực hiện của mô hình như thế này thì trước mắt là hiệu quả sẽ rất tốt đối với lại các con, và thứ hai nữa là khích lệ và nâng cao phong trào tự học trong toàn xã hội. Mô hình này góp phần thực hiện phong trào xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển và phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Chúng tôi cũng đã kết nối được với lại Học viện Khắc-lít của thầy Gray Trần ở Bình Dương. Với cái phương pháp học của thầy, đó là đánh vần tiếng Anh như tiếng Việt. Nó rất là gần gũi với lại cái cách học của người Việt Nam. Thế nên là khi tiếp cận với cái phương pháp học tiếng Anh đó thì chúng tôi thấy cái hiệu quả trong cái việc hỗ trợ cho các con học tiếng Anh ở trên lớp với các thầy cô. Và chúng tôi cũng đã mạnh dạn để thí điểm cái mô hình học tiếng Anh K1 diễn ra vào tháng 5. Và đến thời điểm này là có 32 bạn cũng đã tốt nghiệp cái khóa basic đấy. Thì chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái mô hình được cha mẹ cũng như các em học sinh đón nhận rất là nhiệt tình. Nên là tiếp tục mở cái lớp K2. Và hiện tại lớp K2 thì thầy Christian cũng tiếp tục miễn phí cho toàn bộ học phí của cái K2 cho trẻ em Lai Châu. Mô hình thực sự là cách làm hay sáng tạo trong việc khuyến khích phong trào tự học, xây dựng xã hội học tập, giúp các em học sinh tự tin hơn trong học tập, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, từng bước trở thành công dân toàn cầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.